hầu như cái ngày nào mà ổng mà mở lên cái là nghe cái mùi đó đó. Ai cũng muốn đẹp, ai muốn xấu đâu ha, mà tự nhiên giờ có bàn tay bàn chân nó thôi, nhìn vô mà không tưởng cái chân nam tôi mới sợ ạ. Nhưng mà làm từ từ chị đừng bỏ phế nó. Không có nhiều người tuổi thân không dám đưa ra tiệm, nhưng mà thật ra bình thường chị cứ đi làm mình dỗ nó vô từ từ, có nghĩa là mình không cắt một lần để cho nó nhỏ đâu, không được. Nhưng mà mình có thể hả cắt tém gọn thôi, da dẻ sạch sẽ thì thấy nó sạch rồi, chứ để nó bằng chân nhìn ghê lắm. Từ từ nó cũng sẽ đẹp mà, nhưng mà không được như người ta thôi. Nhưng mà đối với mình là như nó đủ rồi, mình đâu thật sự mình đã vậy là quý rồi đó. Thấy chưa, vậy thấy gọn da, thấy cái móng chân nó khác không, bả đừng có bỏ bê nó. Nó càng thô thì mình càng phải chăm sóc nó. Em gái em nhỏ 2 tuổi mình thì nó trẻ một cái nữa. Đâu có cho nói gì, tại vì bà đó ngồi đó mà. Em gái nó nhỏ hơn mình, nó nhỏ nó trẻ. Thôi giờ cắt xong thấy nó khác không? Để đi cái 2 tuần 3 tuần là mình đi làm da một lần, chứ có gì đâu mà mắc cỡ. Không, em không có kỳ thị ai bao giờ hết á, cứ bình thường. Cũng có cái cô kia, cái bàn chân của cổ nó bị dính đô ngón mà khóe dữ dằn, khóe đó cổ ngại, cô không dám đi làm, cái năm nó mới cắt một lần. Nó sao đâu, bình thường. Đâu có ai muốn mình vậy đâu. Bà Mai đó Tâm, cái chân của bà 2 ngón bị dính đôi rồi, bà quét đường á. Cái bà quét đường á, mẹ con bé vậy bữa đó. Bà Lon hả Mai? Bà Lon hả? Mà ngược lại nè, bộ móng tay đẹp cực kỳ đẹp. Trời ơi, cái bộ móng tay dài, nói chung là móng nó cũng như tôi vậy nè, dài vậy đó, mà không gãy không vậy luôn. Bà đi làm móng tay mà không có làm móng chân. Chị có gia đình chưa? Không ạ. Không, sống. Chị nhỏ tuổi. 30. 30 trở lại.
tính ra còn trẻ đó ha Tâm. Dạ tính ra Tâm còn trẻ dữ Tâm. Đâu có 30 tuổi là còn trẻ. Rảnh quá hả Tâm? Sợ khao ra kìa Tâm. Quan trọng gì cũng có người này có người khác, còn không mình tự xử thôi chứ tôi cũng đâu có đặt hết niềm tin vô đứa nào đâu mà hết không, tôi suy nghĩ khác, chẳng qua tôi đang buồn vì chuyện đó thôi.